Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Phiên bản V là phiên bản đủ option rồi bạn ạ. Đấy, nó chỉ khác với cái phiên bản Hybrid nữa thôi. Phiên bản Hybrid tức là phiên bản xăng điện, còn chiếc xe này là phiên bản V cao hơn bản G của bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu, và chiếc xe này lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi nhé. Cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ chuẩn, không tua, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn. Các bạn có thể check tại hãng các bạn nhé. Và tất cả còn nguyên bản này, nguyên bản từ dàn lốp theo xe còn dày các bạn nhé, mới tinh và rất dày. Lốp sơ cua cũng mới tinh chưa hạ các bạn ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn bạn nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 715 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V 2020 này. Mời quý vị và các bạn.
thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V 2020, một chủ từ đầu lăn bánh hơn 4 vạn km này. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là đồng hồ nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản luôn, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 715 triệu đồng thưa quý vị bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Corolla Cross 2020, một chủ từ đầu này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đây ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.